Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 20 giây thế kỷ. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 5 phút là bao nhiêu giây? 1 phút là 60 giây. Ta lấy 5 ta nhân cho 60. 5 ta nhân cho 60 là bằng 300 giây. 1 phút là 60 giây. Ta lấy 60 ta nhân 5. 60 giây là bằng là 1 phút nè. 60 giây là bằng 1 phút. 1 phần 4 phút là bao nhiêu giây? Chúng ta đừng có quan tâm con số này. 1 phút là bằng 60. 1 phút là bằng 60 giây. Như vậy ta lấy 60 ta chia cho 4. Như vậy ta lấy 60 á, ta lấy 60 ta chia cho 4 là được 15 giây. 3 phút 20 giây bằng bao nhiêu giây? Như vậy 20 giây và giây này chúng ta giữ nguyên. Chúng ta đổi cái con phút này ra là giây. 1 phút là 60 giây. 3 phút là ta lấy là 3 ta nhân cái 60 là bằng 180. 180 ta cộng với 20 là bằng 200 giây. 1 phần 2 phút bằng bao nhiêu giây? Như vậy chúng ta đừng quan tâm con số này. Ta lấy 1 phút là bằng 60 giây. 60 ta chia cho 2 là bằng 30 giây. Gọi là tạm thời chúng ta đừng quan tâm con số này. 3 thế kỷ là bằng bao nhiêu năm? 1 thế kỷ là 100 năm. 100 năm mà 3 thế kỷ ta nhân cho 3 là bằng 300 năm. 1 phần 5 thế kỷ là bằng bao nhiêu năm? Đừng quan tâm, tạm thời là đừng quan tâm con số 1 phần 5. Là 1 thế kỷ là bằng là 100 năm. Ta lấy 100 năm ta chia cho 5 là bằng là 20. 100 ta chia 5 là bằng 20. 20 năm. 9 thế kỷ là bằng bao nhiêu năm? 1 thế kỷ là 100 năm. Ta lấy 9 ta nhân cho 100 là bằng 900 năm. 100 năm là bằng bao nhiêu thế kỷ? Như vậy là 100 năm là bằng 1 thế kỷ. 1 thế kỷ là 100 năm. 2 thế kỷ 3 năm là bằng bao nhiêu năm? Như vậy cái năm này chúng ta giữ nguyên. Chúng ta lấy 2 thế kỷ chúng ta đổi ra 5. 1 thế kỷ là 100 năm, 2 thế kỷ là bằng 200 năm. 200 năm ta cộng với 3 là bằng là 203 năm. 375 thế kỷ 375 năm là bằng bao nhiêu thế kỷ và bao nhiêu năm? Như vậy là 1 thế kỷ là 100 năm, như vậy là 3 thế kỷ là bằng 300 năm. 300 năm với lại đây là còn là 75 năm. Có nghĩa là ta lấy 375 là trừ cho 300. Tại vì 3 thế kỷ là 1 là 300 năm rồi. 375 ta trừ 300 là còn là 75 năm. Rồi qua bài số 2. Viết số hạt số La Mã thích hợp vào chỗ chấm. Câu A: Vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789, năm đó thuộc thế kỷ nào? Như vậy chúng ta xác định được cái, chúng ta xác định về cái vấn đề thế kỷ này. Chúng ta sẽ tách nó ra cái hàng đơn vị và hàng chục. Chúng ta lấy hai con bên tay đếm từ bên phải đếm qua, hai con này. Được. Chúng ta cứ tách ra hai con từ bên phải đếm qua. Hai con số này mà nếu như là hai con số 00 thì con số này nó giữ nguyên là thế kỷ 17. Còn nếu như hai con số này mà nó khác không, có thể là 01 hoặc là đại khái là nó không phải là hai con số 0 thì con 17 này cộng 1 nó trở thành là con 18, là thế kỷ 18. Như vậy đây là hai con số này không phải hai con số 0, cho nên thế kỷ này là thế kỷ 18. 17 là cộng 1 là thế kỷ 18. Thế kỷ 18 thì người ta yêu cầu là viết chữ số La Mã. Số La Mã là thứ nhất là x là 10. 10 bớt v là 5 bớt lại 3. Đó là thế kỷ 18. Tính đến nay đã được là bao nhiêu năm? Năm này là năm là 2021. Ta trừ cho cái số này. Giờ là năm nay là năm là 2021 này, được không? Ta trừ cho số này thì chúng ta là 232 năm.
Câu B, năm 1975 quân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, năm đó thuộc thế kỷ mấy? Cũng tương tự vậy, chúng ta lấy hai con số bên tay tay phải. Thì hai con số này là nếu như nó là con số 00 thì thế kỷ này giữ nguyên, con số này giữ nguyên là thế kỷ 19. Còn hai con số này nó khác hơn hai con số 0 thì chúng ta sẽ cộng 19 cộng 1 là thế kỷ 20 nha. Thế kỷ 20 là 2 chữ X. Tính đến nay đã được bao nhiêu năm? Thì năm này là năm 2021, được không? Ta lấy con số này ta trừ con số kia. Như vậy ta lấy số này ta trừ là 1975. 1975 thì ra được là 46 năm. Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820. Ông sinh ra vào thế kỷ nào? Đây, sinh ra đây. Chúng ta tách nó ra, tách con số này ra. Đấy. Hai con số này không phải là số 0, cho nên 17 thành ra 18. Đó, thế kỷ 18. 18 là x, v là 15, 3 là 18. Ông thọ được bao nhiêu tuổi? Như vậy là ông mất năm 1820. Như vậy chúng ta lấy con số này, chúng ta trừ con số này. Được không? Trừ ra là không, ta trừ cho 5, trả 1, 10, 5. Như vậy là ông thọ được 55 tuổi. Bài số 3, khoanh vào chữ đặt trước khoảng thời gian nhỏ nhất 30 năm, 2 thế kỷ, 2 thế kỷ là bằng là 200 năm. Nào. 2 phần 5 thế kỷ, chúng ta sẽ đổi ra 5. Nào. Như vậy là 2 phần 5 thế kỷ là 1 thế kỷ là 100 năm. 1 thế kỷ là 100 năm. Thì chúng ta sẽ lấy 2 này, chúng ta nhân là bằng 200 năm. 200 năm ta chia cho 5. Nào, 200 năm. 1 thế kỷ là bằng 100 năm này, ta nhân cho 2. Được không? Là 200. 200 ta chia cho 5 là bằng 40. 40 năm. Tiếp theo, 1 thế kỷ là 100 năm. 100 năm mà ta cộng cho 12 năm nữa là bằng là 112 năm. Như vậy là khoanh vào chữ đặt trước khoảng thời gian nhỏ nhất, cái này là 30 năm, 200 năm, 40, cái này là 112 nhỉ, cái này 30. Câu B, khoanh vào chữ đặt trước khoảng thời gian là lớn nhất 4 phút 58 giây. Như vậy thì chúng ta sẽ đổi ra giây hết ha. Giây 4 phút là bằng là 1 phút là bằng 60 giây. Như vậy là ta nhân cho 4 là bằng 6424 là 240. 240. 240 giây ta cộng với 58. Như vậy ngay chỗ này chúng ta sẽ được là 298 giây. À. Còn này là 1 phút là bằng 60 giây, 6 x 6 là bằng 36, 360 giây. Cái này là 300 giây, đây là 1 phần 4 giờ. Giờ mà chúng ta sẽ đổi ra giây là bằng là 60 này. Ta nhân cho 60 này. 60 x 60 là bằng 3000, 3600. Ta chia cho 4. Ta chia cho 4 là bằng 900 giây. Rồi, khoảng thời gian lớn nhất. Cái này là 298 giây, 300 giây. Như vậy các câu này. Câu D, 900 giây là lớn nhất. Câu C, khoanh vào khoảng thời gian thích hợp. Cắt giấy bằng một nhát kéo hết 5 giờ. 5 phút và 5 giây. Cái này có nghĩa là cắt giấy, cắt giấy bằng một nhát kéo thôi. Thì trong khoảng cửa là 5 giây là được, chứ còn 5 giờ là quá 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 lâu, còn 5 phút cũng quá lâu. Nên là cắt giấy chúng ta có nghĩa là chúng ta cầm cái kéo này, chúng ta cắt một cái miếng giấy, cắt một miếng giấy cái thì tầm khoảng cửa 5 giây. 5 giây là hợp lý nhất.
Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.